Hôm nay nấu ăn cùng Lan xin chia sẻ với quý vị và các bạn món gà kho sả ớt. Xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Và nguyên liệu của chúng ta hôm nay gồm có nửa con gà ta, một ít sả ớt băm, một ít hành tỏi băm, và gia vị gồm có dầu ăn, nước mắm, đường, hạt nêm, bột ngọt và màu nghệ các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình ướp gà các bạn ạ. Mình cho vào đây một muỗng canh hạt nêm. Một 2/3 muỗng cà phê đường. Màu nghệ một ít thôi các bạn. Nửa muỗng bột ngọt. Hai muỗng nước mắm các bạn. Và mình cho sả vào. Mình chừa lại một ít nha các bạn. Và mình cũng cho một ít hành tỏi vào. Mình trộn đều hỗn hợp này lên. Gà ta các gà các bạn mua gà ta cho nó ngon nó dai các bạn. Mình về mình rửa gà mình chặt miếng vừa ăn nha các bạn. Mình trộn gà mình để khoảng 20 phút cho nó thấm gia vị rồi mình hẳn kho nha các bạn cho nó ngon. Rồi mình để cho nó thấm 20 phút các bạn ạ. Sau khi đã ướp gà được 20 phút rồi các bạn, bây giờ mình tiến hành mình đi kho gà nha các bạn. Mình lấy một cái chảo, mình cho một ít dầu vô. Mình cho hết tỏi băm vào các bạn. Và mình cho hết sả này vào luôn. Mình xào cho nó vàng lên đó các bạn, rồi mình hẳn đổ gà vô mình kho cho nó thơm mùi sả. Và bây giờ tỏi sả của mình đã vàng rồi các bạn. Mình cho hết cái phần thịt gà đã ướp vào. Mình cứ xào cho nó săn lại nha các bạn, chút mà mình hẳn cho nước nha các bạn. Cho nó săn cho nó thấm gia vị vào gà đó. Mình cứ nhỏ lửa nha các bạn, cho gà nó thấm gia vị đã rồi mình chút xíu nữa mình hẳn cho thêm miếng nước luôn nha các bạn. Mình cứ để nhỏ nhỏ lửa thôi, các bạn đừng có cho lửa lớn quá.
khi mình rêu lửa này cho gà nó thấm vô các bạn, được khoảng 5 phút rồi á. Mình cho vào đây nửa chén nước lọc nha các bạn. Mình rửa quán lên cho nó sôi cái nước này lên. Nửa chén nước thôi nha các bạn, đừng cho nhiều quá. Và bây giờ mình nấu lửa nhỏ khoảng 10 phút nữa là gà mình được nha các bạn. Mình nhỏ lửa lại, mình để cho gà mình khoảng 10 phút nữa là mình có thể thưởng thức cái món gà kho sả ớt này được rồi. Gà của mình rất là thơm các bạn. Khi mình nấu được khoảng 10 phút rồi các bạn, gà mình bây giờ nước nó cũng đã kẹt lại được rồi, gà cũng đã thấm gia vị đã chín rồi. Bây giờ các bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu phần ăn vừa với khẩu vị của nhà mình. Cái dĩa món này mình ăn với cơm nóng rất là ngon các bạn ạ. Vậy là món gà kho sả ớt của mình đã hoàn thành. Các bạn yêu mến Lan thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ Lan và nhấn chuông thông báo để không phải bỏ lỡ video nào khi Lan up những món mới lên đây thường xuyên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn.